Thưa quý vị, đời nhà Minh Trung Quốc có một vị tiền hoàng hậu nhân phẩm xuất chúng. Trong một lần đại chiến với quân Mông Cổ, nhà vua Minh Anh Tông bị bắt làm tù binh. Hoàng hậu vô cùng đau khổ, nhưng với điều kiện của cuộc sống trốn thâm cung, bà chỉ có thể cầu nguyện cho chồng. Mùa đông với cái lạnh cắt da cắt thịt, tiền hoàng hậu vẫn ngày ngày dập đầu quỳ lạy trước tượng Phật, hy vọng rằng tấm lòng chân thành của mình có thể thấu đến thiên địa thần linh, giúp trượng phu bình an trở về. Cứ như thế, sức khỏe của bà suy giảm dần, cho đến một ngày, một con mắt và một bên chân của bà trở nên yếu đi. Và cuối cùng là tật nguyền vĩnh viễn, bà vẫn không ngừng cầu nguyện. Bà cũng cự tuyệt chữa trị và dành hết thời gian cho việc cầu nguyện với suy nghĩ rằng nếu có thể giúp được chồng thì dù bản thân phải trả cái giá thế nào cũng xứng đáng. Năm đó tiền hoàng hậu mới chỉ 24 tuổi. Có lẽ tấm lòng son sắt kiên trinh của tiền hoàng hậu đã lay động trời xanh, nên cuối cùng vị quân vương của mình cũng được trở về kinh. Nhưng ông vẫn bị giam lỏng, sống những ngày tháng khó khăn khổ cực. Tiền hoàng hậu lại tiếp tục đồng cam cộng khổ với chồng. Dù sức khỏe suy kiệt, một mắt đã mù, chỉ còn một mắt, bà vẫn làm đồ thêu suốt ngày suốt đêm, rồi nhờ người bán đổi lấy thức ăn đồ uống cho chồng. Sau này khi Minh Anh Tông được trở lại ngai vàng, dù người chính thê của mình già nua mù lòa tàn phế, lại không sinh cho ông được một đứa con nào, nhưng vẫn được ông rất mực yêu thương chiều chuộng. Thậm chí khi gần chết, ông còn lo sợ bà mất chỗ dựa mà bị ngược đãi, nên có những chuẩn bị chu đáo nhất cho người vợ đã từng đồng cam cộng khổ với mình. Và cho bà một ân sủng lớn lao là khi mất sẽ được chôn cùng huyệt với ông. Làm vợ một người là bá chủ của thiên hạ, cung tần mỹ nữ nhiều không đếm xuể. Nhưng ngay cả khi đã bị tàn phế, vẫn được nhà vua dành trọn sự trân trọng, yêu thương, quả thật là chuyện hiếm hoi trong lịch sử. Quản phúc to lớn ấy bà có được cũng là do bà đã cam tâm tình nguyện đếm trải những vị đắng khủng khiếp trong cuộc đời, như đóa hoa mai khiêm nhường mà ngạo nghễ đơm bông giữa bốn bề sương tuyết. Cũng như vậy, trong cuộc đời của chúng ta, nếu quen được với bốn vị đắng sau, phần đời còn lại sẽ vô cùng ngọt ngào viên mãn như tiền hoàng hậu trong câu chuyện kể vừa rồi. Triết lý cuộc sống xin kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe và suy ngẫm nhé. Thứ nhất, quen với đắng cay khi ăn uống. Đời người không có mấy ai sinh ra đã được ngậm thìa vàng để thưởng thức những món ăn sơn hào hải vị. Trên thế giới cũng chỉ có 1% là tỷ phú, 99% còn lại là tầng lớp trung lưu và nghèo khó. Vậy nên khi phải ăn những món ăn không được như ý, cũng giống như một sự trải nghiệm vị đắng thứ nhất của cuộc đời. Có những người bị ung thư, miệng khô cứng và đắng ngắt, thức ăn vào miệng còn khó khăn chứ đừng nói đến ngon lành. Nhưng không ăn thì chết, phải ăn để chiến đấu với bệnh tật, phải ăn để giành giật lấy sự sống. Dương Lễ trong câu chuyện Lưu Bình, Dương Lễ phải trải qua bao nhiêu bữa ăn tủi nhục, chỉ có cơm hầm với cà thiêu mới có ngày đỗ Trạng Nguyên vinh quy bái tổ. Việt Vương Câu Tiễn từng phải nếm mật nằm gai, nếm cả phân của Ngô Vương Phù Sai, sau mới có cơ hội phục thù đánh bại nước Ngô và trở thành hoàng đế. Không biết mùi vị của đắng cay, sao cảm nhận được thế nào là ngọt bùi? Ai dám nếm vị đắng khi ăn uống mới hiểu được giá trị của cuộc sống, mới biết trân quý sự sống và gặt hái được vinh quang cho cuộc đời mình. Thứ hai là quen với đắng cay của tình người. Có một đệ tử hỏi sư phụ, thưa sư phụ, con đau khổ vì cha mẹ tàn nhẫn, người yêu con ruồng bỏ, anh em phản bội, bạn bè phá hoại, con phải làm sao để hết oán hờn và thù ghét đây? Vị sư phụ đáp, con hãy ngồi xuống tịnh tâm, tha thứ hết cho họ. Vài hôm sau người đệ tử trở lại, con đã học được tha thứ cho họ rồi thưa sư phụ, thật là nhẹ cả người,
coi như là xong. Sư phụ đáp, chưa xong đâu, con hãy về tịnh tâm, mở hết lòng ra thương yêu họ. Người đệ tử gãi đầu, tha thứ thôi cũng đã là quá khó, lại phải thương yêu họ thì... Nhưng thôi được, nghe lời sư phụ, con sẽ cố làm. Một tuần sau, người đệ tử trở lại, mặt vui vẻ hẳn, khoe với sư phụ là đã làm được việc thương những người mà trước đây đã từng đối xử tệ bạc với mình, và vô cùng sung sướng khi nhận được sự yêu quý từ những người đã ghét mình. Cuộc sống nhân vô thập toàn, không có ai là người hoàn hảo, vậy nên dù có nguyện ý làm người tốt thì cả đời cũng khó tránh được phải chứng kiến sự nóng lạnh, cay đắng của tình người. Nếu cứ ôm mối hận người hận đời, sẽ tạo thành thống khổ tinh thần và vô vàn bệnh tật. Biết tha thứ cho người cũng chính là tự cứu mạng mình. Nếu có thể phóng khoáng khoan dung thì lúc nào trong hồn cũng là mùa xuân tươi đẹp. Dù gặp phải sóng gió, bão tố lớn đến đâu cũng đều dễ dàng vượt qua. Hơn nữa, dùng đức hạnh để xoa dịu tức giận sẽ hóa giải hận thù và kết thêm nhiều thiện duyên tốt đẹp, biến kẻ thù của mình thành quý nhân của mình. Hoạn nạn có người tương hỗ, khó khăn có người trợ giúp, cuộc đời sẽ rộng mở thênh thang. Thứ ba, quen với đắng cay của sự nghiệp. Cuộc sống không phải là một khung cảnh thần tiên được vẽ nên bởi màu hồng, điểm xuyết bảy sắc cầu vồng và cánh bướm tung tăng. Sẽ có lúc mọi định hướng tương lai chệch khỏi đường ray tính toán, bạn mất việc, mất tiền, sự nghiệp tụt xuống hố sâu với hai bàn tay trắng. Mọi thứ xung quanh bạn cứ như là một cơn ác mộng mà bạn không biết làm cách nào để tỉnh giấc. Trong hoàn cảnh ấy, chỉ cần bạn buông tay nhụt chí, cả cuộc đời của bạn sẽ mãi chôn vùi trong hố sâu tăm tối của sự thất bại, sẽ mãi mãi không nhìn thấy ánh sáng. Thử nghĩ mà xem, Thượng Đế cấu tạo cơ thể con người một cách rất hợp lý. Ngài đặt hai mắt chúng ta ở đằng trước vì Ngài muốn chúng ta luôn hướng tới phía trước. Tại sao chúng ta cứ phải ngoái nhìn về những sự việc ở phía sau? Dù hoàn cảnh của bạn đang rất tệ, nhìn lên thua kém rất nhiều người, nhưng nếu biết nhìn xuống sẽ thấy những khó khăn người khác đang trải qua. Chúng ta sẽ hiểu rằng chuyện của mình chưa phải là điều đáng sợ nhất. Đây cũng là cách củng cố sự lạc quan trong tâm trí hữu hiệu. Thành công không phải là chuyện dễ dàng một sớm một chiều, mà luôn chứa đựng đầy chông gai thử thách. Con người ngã xuống từ đỉnh cao danh vọng, nhưng nếu có niềm tin và cố gắng nhất định sẽ vươn lên mạnh mẽ. Một tỷ phú tự nhiên đã từng phát biểu rằng, chính tính bền bỉ được rèn giũa trong những thử thách to lớn khi con người phải gồng hết sức lực để sống sót. Nhưng một khi vượt qua được chúng, chẳng có gì có thể cản bước chân ta nữa. Chỉ có xây dựng bản thân từ dưới đáy mới là con đường dẫn đến đỉnh vinh quang. Hoàn cảnh để tạo nên anh hùng chính là hoàn cảnh ấy. Thứ tư là quen với đắng cay từ mất mát. Khi trận đại hồng thủy của đại dịch COVID-19 quét qua vũ trụ này, mỗi ngày có hàng nghìn người phải chết vì dịch bệnh. Nhân loại chưa bao giờ phải trải qua những mất mát lớn lao đến thế. Và với mỗi con người, khi một người thân ra đi, chúng ta không chỉ trải qua một sự mất mát mà sẽ trải qua rất nhiều sự mất mát. Mất đi một phần cơ thể, mất một phần cuộc sống, mất đi sự sẻ chia, mất đi điểm tựa, mất niềm vui, niềm hạnh phúc, thậm chí là mất cả tương lai. Trong bộ phim nổi tiếng Titanic, khi biết con tàu đâm vào tảng băng và có khả năng bị chìm, Rose đã nói với Jack, đừng bao giờ buông tay em. Nhưng cuối cùng sau hàng tiếng đồng hồ vật lộn, họ đã không thể nắm tay nhau mãi mãi. Trong giờ phút lênh đênh giữa đại dương, Jack hy sinh cơ hội được sống bằng cách nhường người yêu một tấm phản gỗ, còn anh đã chết vì lạnh. Ban đầu nỗi đau mất người yêu đã đẩy Rose đến nỗi tuyệt vọng cùng cực khiến cô muốn buông xuôi để được chết cùng với Jack. Nhưng những lời chăn trối cuối cùng của Jack, sự hy sinh của anh khi anh nhường tấm gỗ cho cô và mong muốn của anh muốn cô được sống đã làm cho Rose chấn tĩnh. Cô phải sống vì người mình yêu, sống để sự hy sinh và tình yêu của anh dành cho cô không trở nên vô nghĩa, và sống để nuôi dưỡng hình ảnh của Jack và tình yêu của anh trong trái tim cô. Phần đời còn lại của cô,
cô không chỉ sống tiếp cuộc đời của mình mà còn sống tiếp cuộc đời của Jacques. Suy nghĩ ấy đã đưa cô từ cõi chết trở về thế giới của người sống. Con người không phải gỗ đá nên dễ bi lụy bởi những tổn thương và mất mát, nhưng đừng để điều đó nhấn chìm cuộc đời của bạn. Thượng Đế cho chúng ta sự sống. Chúng ta phải biết trân trọng và sống tốt đẹp không chỉ vì bản thân mình, mà còn sống vì cả những người thân đã ra đi, như Rose trong bộ phim Titanic. Nữ nhà văn nổi tiếng người Mỹ Anne Rigby từng nói, đau khổ gồm có hai phần, phần đầu là mất mát, phần kết là làm lại cuộc đời. Chúng ta ai cũng sẽ trải qua phần thứ nhất, và nhất định phải làm tốt phần thứ hai mới có một cuộc đời trọn vẹn ý nghĩa. Và khi đã vượt qua nỗi đau lớn lao trong cuộc đời, chiến thắng được nó, chúng ta sẽ trở nên kiên cường, không còn sợ hãi bất cứ tai họa nào nữa.